nha. Giỏi sao mà không bút đúng rồi, giỏi quá. Tiếp chị đã không? Cầm mùa lạc lạc. Giỏi, sương mùa lạc lạc hay quá. Tiếp nè. Bở. Ờ. Gì có? Út. Út dạy lạc lạc. Ừ, giỏi là lạc lạc nè. Út hiên. Út. Út hiên lạc lạc. Giỏi ở hiên lạc lạc. Con nhiễm đúng rồi, nhiễm chích đau tay lắm.
Còn con này? Bồ câu. Bồ câu. Đấy. Cá chép. Đấy. Cá ống. Giỏi quá. Đấy. Túi. Chuột túi giỏi quá đây. Đàn bà. Con đặt con đàn bà nó làm gì? Mất. Đưa lên. Đặt bà vỡ đi. Ừ, con đặt. Thầy ở trước, trước sẽ ăn là gì? Em. Kem, em chia. Đúng rồi. Ăn kem to lắm đó. Ăn kem lắm đó nè. À, trước mẹ cho ăn ha. Nè, trứng là gì? Ơ. Ê, đúng rồi, bơ. Bất đẹp. Bất đẹp. Còn phô mai? Cheese. Còn sữa? Sữa là gì? Em ơi. Em ơi, sữa là gì vậy? Hòm em. Hòm em ngàn gớm ngay. Ồ, chút chút mẹ chỉ tới còn đây là gì? Sữa là gì? Milk. Milk. Còn à, đường? Đường nó có cái muỗng trong này nữa nè. Đường cong có muỗng. Ờ, có muỗng đây. À, có đường ăn là người mẹ hỏi có đường trong là gì? Đường. Cái gì đó? Sugar. Sugar, giỏi quá. Còn có thích ăn gì mẹ đâu ăn á? Rau. À, ăn rau rồi, ăn rau đi. Có mùa.